Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 25 tác phẩm truyện Gia Diện Hoàng Kim phần 4 của tác giả Trường Lê. Chương 152: Yêu cầu của ông Phúc. Sau khi nghe Mi trình bày, lúc này ông Phúc mới nói: "Ra mọi chuyện là như vậy. Trước tiên cho ông xin lỗi. Ông không biết một năm qua cháu lại gặp nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Sao cháu không kể cho ông biết?" Mi đáp: "Cháu không muốn ông phải lo lắng thêm. Dù sao mọi cái cũng đã qua rồi." Đứng ở phía sau, Toàn Hồ nãy giờ cũng đã nghe hết câu chuyện nhưng không dám tham gia vào. "Cháu may mắn được bình an như bây giờ đều nhờ vào cậu bạn đó. Cậu ấy là người tốt. Khi còn ở Việt Nam, cậu ấy cũng đã một lần cứu cháu khỏi đám trai làng chắn đường chọc nghèo. Và hiện giờ thằng nhóc đó đang ở trong tù phải không?" Mi sững người, nét mặt thằng thốt khi nghe ông nội nói như vậy. Chuyện này... Mi ấp úng. "Chuyện này sao ông lại biết phải không?" Ông Phúc hỏi tiếp. Mi cúi mặt, im lặng. Bởi đến nước này Mi hiểu, ông nội mình đã tường tận tất cả mọi chuyện. Không thấy cháu gái nói gì, ông Phúc tiếp tục. "Ông còn biết, cậu bạn thân của cháu tên là Vũ, biết cả gia đình của cậu ta, ngay cả lý do thằng nhóc đó sang sinh để làm gì, ông cũng biết. Mới 16 tuổi, nó đã có quan hệ mật thiết với một băng đảng xã hội đen bên Singapore. 16 tuổi đã phạm phải tội giết người để lãnh án 3 năm tù." Nghe đến đây, Mi ngẩng mặt lên, ngắt lời ông nội. "Vũ không phải là kẻ giết người, hành động của cậu ấy chỉ là ngộ sát thôi. Còn nữa, Vũ là người bị tấn công trước, cậu ấy chỉ tự vệ. Ông nội, ông không hiểu rõ mọi chuyện thì đừng nên quy chụp biến Vũ trở thành người xấu." Ông Phúc nhếch mép cười. "Không phải người xấu ư? Có kẻ nào gia nhập quan hệ với người của băng đảng mà không xấu chứ? Ngay cả bản thân ông cũng vậy. Do đó ông nhận thức được chuyện này không tốt đẹp gì với cháu. Cháu nói đúng, có thể chuyện ở sinh ông không rõ. Thế nhưng chuyện quá khứ của nó thì..." "Ông Phúc, đủ rồi đấy." Ở phía sau, Toàn bất ngờ quát lớn khiến Mi giật mình. Còn ông Phúc cũng ngay lập tức dừng lại. Có vẻ như vừa rồi vì muốn tranh luận với cháu gái mà ông Phúc suýt chút nữa đã buột miệng nói ra điều không nên nói. Chú Toàn..." Mi rơm rớm nước mắt. Toàn bước tới bên cạnh Mi, đặt tay lên đầu Mi như muốn trấn an con bé. Toàn khẽ cười. "Chú xin lỗi, vừa rồi chú hơi lớn tiếng." "Không có gì đâu, cháu đừng lo, bởi chú suy cho cùng cũng không đánh lại được lão già này." Ông Phúc sau khi lấy lại được bình tĩnh bèn nhắc Toàn. "Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu đừng có xen vào." Toàn đáp. "Kể từ khi ông lôi tôi vào cái vòng xoáy chết tiệt này thì nó đã không còn là chuyện riêng của ông nữa rồi. Người già có đôi lúc lầm cầm, tôi không trách ông. Nhưng với cương vị là một người ngoài như ông vừa nói, có lẽ trong câu chuyện này tôi sáng suốt hơn ông nhiều. Đầu tiên là ông đang làm cho con bé sợ. Trên máy bay chúng ta đã bàn bạc với nhau như thế nào. Đây không phải là cách, ông thừa biết ông có thể nhẹ nhàng và tâm lý hơn. Sao ông lại làm thế này? Hả ông Phúc?" Ông Phúc tiếp. "Vậy cậu đã thử đặt bản thân mình vào vị trí của tôi chưa? Nhìn mà xem. Hiện giờ cháu gái tôi đang sống giữa một bầy hổ. Con bé còn quá non dại. Tất cả những rắc rối này đều do thằng nhóc con nó đem lại." Mi bật khóc. Nước mắt cứ thế lăn xuống hai bên gò má. Mi lắc đầu nói với ông nội cũng như chú Toàn. "Không, không phải đâu ạ. Nếu nói ai là người đem lại rắc rối cho Vũ, là nguồn cơn khiến Vũ rơi vào hoàn cảnh này thì đó phải là cháu mới đúng. Nếu Vũ không gặp cháu và cháu không tìm đến làm quen với cậu ấy thì Vũ sẽ không bị bạn học của cháu tìm cách hãm hại. Như vậy cậu ấy cũng không vướng vào những người băng đảng kia. Là tại cháu, Vũ không có lỗi gì cả. Ngay cả khi lãnh án tù, Vũ cũng chẳng mang tới bản thân mình, mà chỉ muốn người của Bạch Hồ bảo vệ chăm sóc cho cháu. Ông không được nói cậu ấy như vậy." Toàn Hồ im lặng. Ông Phúc cũng nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra, ông Phúc lạnh lùng đáp. "Được rồi, chuyện ai đúng ai sai không bàn đến nữa. Đến nước này rồi thì ông sẽ nói luôn mục đích ông sang Singapore gặp cháu lần này. Mi, cháu phải theo ông quay về Việt Nam. Thời gian cháu ở bên này đến đây đủ rồi.
Hai ngày nữa chúng ta sẽ về Việt Nam. Lời ông Phúc nói như sét đánh ngang tai mình. Mở to mắt, há hốc mồm nhìn ông nội, mì lắp bắp. Ông nội, ông vừa nói gì cơ? Ông muốn cháu quay về Việt Nam sau hai ngày nữa. Ông Phúc quả quyết. Đúng vậy. Singapore đối với cháu bây giờ quá nguy hiểm. Ông không yên tâm để cháu ở lại nữa. Cháu phải theo ông về Việt Nam. Mì lắc đầu. Không, cháu không muốn. Theo lịch trình thì cháu vẫn còn hơn một năm nữa ở đây. Cháu không thấy có gì là nguy hiểm như lời ông nói. Mọi thứ rất tốt đối với cháu. Cháu cũng đang theo học một thầy giỏi. Cháu xin ông, hãy để cháu được ở lại. Ông Phúc không chút mảy may suy chuyển trước lời cầu xin của Mi. Ông Phúc lắc đầu. Ngay từ lúc đầu, ông đưa cháu sang sinh, không phải để học. Hiện giờ ở Việt Nam tình hình cũng không đáng lo ngại. Nếu so với việc cháu dính dáng đến băng đảng, thì về Việt Nam là lựa chọn tốt hơn bao giờ hết. Còn nếu sau này cháu vẫn muốn ra nước ngoài du học, thì ông nhất định sẽ tìm cho cháu một đất nước tốt hơn. Học một ngành học phù hợp với cháu, cho dù có là Mỹ hay các nước châu Âu. Mọi thứ phải được lên kế hoạch rõ ràng, chứ không chớp nhoáng như khi cháu đi Singapore. Đây cũng là lỗi của ông. Ông sẽ sửa. Còn cháu, việc của cháu là theo ông về Việt Nam. Chúng ta sẽ dừng tranh luận tại đây nha. Toàn gọi xe đi, chúng ta đưa con bé về khách sạn. Toàn ấp úng. Nhưng mà, ông Phúc, làm thế này có quá. Tôi nói cậu gọi xe. Ông Phúc trừng mắt nhắc lại. Mi nắm chặt hai bàn tay, đoạn hét lên sau giây phút kìm nén không thể chịu nổi. Ông thật quá đáng. Cháu cứ nghĩ ông sang đây thăm cháu vì nhớ cháu, lo lắng cho cháu. Hóa ra ông chỉ muốn bắt cháu về. 16 năm qua, đã bao giờ ông nghĩ đến cảm nhận của cháu chưa? Cháu cũng là con người, có suy nghĩ, có cảm xúc riêng. Cháu không phải món đồ vật, ông không giữ thì đầy đi, đến khi cần lại muốn đem về. Ông luôn nói, làm tất cả vì cháu, chuyện gì cũng muốn tốt cho cháu. Nhưng ông nghĩ lại xem, cháu gái của ông thực sự thích gì, cần gì, thì ông có biết hay không? Thời gian ở Singapore đã cho cháu học hỏi được rất nhiều điều, trải qua được nhiều chuyện, càng khiến cháu mạnh mẽ hơn, có cái nhìn thực tế nhất về cuộc sống, con người và xã hội. Cháu cũng tìm ra được mục đích để cố gắng. Thực tâm, cháu rất muốn ở lại đây. Nhưng cháu là cháu của ông, nên nếu ông nhất định bắt cháu phải về, thì cháu vẫn sẽ về. Tuy nhiên từ nay về sau, cháu sẽ không còn là cháu ông nữa. Ông cứ tiếp tục sắp xếp cuộc đời cháu. Nhưng xin ông đừng nói, đó là vì cháu. Bởi sau tất cả, đó chỉ là mong muốn của riêng ông mà thôi. Nước mắt cứ thế rơi xuống, bị bước qua người ông Phúc với chú Toàn, sau đó chạy thẳng lên căn phòng ở trên tầng 2, đóng cửa lại, chốt trong, không muốn gặp ai nữa. Toàn Hồ tay cầm điện thoại, nhưng chưa bấm gọi cho tài xế, đã chở hai người đến đây khi nãy. Toàn hỏi. Giờ sao? Ông vẫn muốn tôi gọi cho lái xe đến đón chứ? Ông Phúc im lặng vài giây. Lát sau ông bước tới cánh cửa kính nhìn ra bên hông nhà, nơi có trồng mấy loại cây xanh tốt. Tùy cậu. Ông Phúc khẽ đáp. Toàn thở dài khẽ lắc đầu, rồi bỏ chiếc điện thoại vào trong túi quần. Cho đến buổi tối, Mi vẫn ở lì trong phòng không chịu ra. Thì thoảng Toàn lại lên gõ cửa gọi xem Mi như thế nào. Mi à, ra ăn chút gì đó đi. Chú thấy có đồ trong tủ lạnh nên cũng nấu vài món. Cháu không muốn ăn, khi nào sẽ đến chú ấy lên gọi cháu. Toàn tiếp. Thôi nào, chú cũng có gọi xe đâu. Cũng đã mấy tiếng trôi qua, chẳng lẽ hai ông cháu không thể ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được hay sao? Mi không nói gì. Toàn chép miệng thở dài rồi lại đi xuống dưới. Ở bàn ăn nơi khu vực bếp, Toàn thấy ông Phúc đang ngồi đó. Trên bàn còn có một chai rượu Tây. Ông Phúc cứ thế rót rượu ra cốc rồi tu một hơi cạn sạch. Bước nhanh đến nơi, Toàn giật chai rượu từ tay ông Phúc. Này, ông tính nốc cho chết luôn đi à? Ở Việt Nam rượu thịt chó ngon như thế, gạ gãy lưỡi không uống. Sang đây bày đặt uống rượu Tây. Xem nào, rượu gì đây? Ây da, XO cơ. Này này, uống hết cũng chẳng chết được. Nhóm dậy giật lại chai rượu từ tay Toàn. Ông Phúc nói. Bớt giảm đi, để yên cho tôi uống rượu. Toàn khẽ cười, tiến lại chỗ giá để cốc, lấy thêm cái cốc nữa. Ngồi xuống phía đối diện với ông Phúc. Đợi ông Phúc rót rượu xong, Toàn với tay lấy cái chai, đoạn tự rót rượu cho mình. Tôi làm tí nào, của ngon vật lạ phải biết chia sẻ chứ. Nào cũng ly cách. Bao lâu rồi tôi với ông chưa ngồi uống với nhau như thế này nhỉ? Tôi tưởng ông bỏ rượu rồi cơ mà. Ông Phúc lại uống cạn, đặt cốc rượu xuống. Ông Phúc trả lời Toàn bằng một câu hỏi khác. Toàn này, có phải tôi đã sai rồi không? Toàn nhâm nhi cốc rượu, chép miệng trả lời. Biết nói sao giờ nhỉ? Tôi không nghĩ là ông sai, nhưng mọi việc làm đều phải đúng thời điểm.
Cách hành xử của ông ngày hôm nay thì đúng là không ra gì thật. Ông Phúc tiếp. Con bé nói đúng. Mọi thứ mà tôi sắp đặt cho nó từ nhỏ tới giờ đều là vì mong muốn của tôi. Thật đáng hổ thẹn khi tôi hỏi nó câu nào nó cũng trả lời được. Còn khi nó chỉ hỏi tôi vài câu rằng nó thực sự thích gì, muốn gì, thì tôi lại không hề biết để đáp án. Thế mà 16 năm qua, tôi cứ tự cho rằng mình đã làm rất tốt trách nhiệm của một người ông thay bố mẹ chăm sóc cho nó. Hóa ra lão già này chẳng làm được cái gì cả. Toàn uống cạn cốc rượu, khà một hơi, Toàn đáp. Đừng nghĩ như vậy. Ông cũng giống như bố mẹ của bé Mim. Mà đời làm gì có bố mẹ nào không thương con. Có chăng là vì hoàn cảnh quá tàn nhẫn, quá khó khăn, nên dù họ có muốn thương cũng không thể được. Còn nếu đã có điều kiện, tôi chắc chắn ai cũng đều muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cháu của mình. Hồi nhỏ tôi cũng rất ghét người thân của mình. Nhưng sau này càng sống lâu, càng nhiều tuổi, càng va chạm, thì tôi lại thay đổi suy nghĩ đó. Đã có lúc bọn họ rất thương tôi. Nhưng rồi, chỉ vì hai chữ hoàn cảnh, tình thương đó dần dần mai một. Khi bản thân họ còn không làm được chính họ, thì sao họ thương tôi được? Con bé còn trẻ, những thứ này nó tạm thời chưa hiểu được. Cơ mà tôi tin, nó sẽ sớm nhận ra thôi. Tôi cũng biết ông làm mọi thứ đều vì muốn tốt cho con bé. Cả tôi và ông đều chẳng tốt đẹp gì. Tay ai cũng đều vấy máu. Thời trai trẻ cũng làm những chuyện đáng xấu hổ. Đúng là chúng ta có kinh nghiệm, có sự trải đời, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền áp đặt những thứ đó lên cuộc đời của người khác. Chuyện giữa ông và My bỗng nhiên làm tôi nhớ tới một việc diễn ra trong quá khứ với anh Phong. Ông Phúc hỏi, là việc gì vậy? Toàn nói, một câu chuyện khá thú vị. Chương 153, tự do. Rót rượu cho ông Phúc, nhưng chỉ rót chút chút cho đúng kiểu thưởng thức rượu Tây. Toàn khẽ mỉm cười, bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian còn đi theo đại ca Phong. Anh Phong, anh có nhà không? Hớt hải bước vội từ bên ngoài cổng vào trong sân nhà, Toàn gọi to. Từ phía sau hè, Phong Lôi đi đến, đoạn làm dấu suỵt. Nhỏ tiếng thôi, chị mày đang ngủ. Mấy tháng này bầu bí cả đêm, chăn chọc khó ngủ, mãi sáng mới chợp mắt được một chút. Toàn gãi đầu cười cười. Em xin lỗi, tại em không biết, em có cái này đem đến cho anh. Trên tay Toàn là một cái lồng chim đã được phủ vải đen bên ngoài. Tìm chỗ bóng mát, hạ cái lồng chim xuống bên cạnh tường. Toàn hào hứng. Anh xem này. Kéo tấm vải đen phủ trên chiếc lồng. Bên trong lồng là một con chim họa mi, lông màu hung đỏ, nhưng chân lại có màu vàng. Phần vệt trắng ở mắt con họa mi kéo khá dài, tới gần cuối vùng cổ. Khi tấm vải được lật ra, con họa mi nháo nhác đập cánh bay loạn xạ trong chiếc lồng. Toàn khoái chí giới thiệu. Anh xem, con họa mi này có đẹp không? Họa mi bắt ở trong rừng Lạng Sơn đó anh. Một thằng em vừa mới đem về Thái Bình sáng sớm hôm nay. Con này có nhiều nét độc bản. Đây là hàng rừng nên hiếm lắm anh ạ. Có lần nghe anh kể một đợt đi vào rừng, nghe tiếng chim họa mi hót hay lắm, nên em mua lại của nó đem đến tặng anh. Nói là mua, nhưng khi biết em đem tặng anh Phong, thằng em kia chẳng dám lấy tiền. Phong Nối cầm chiếc lồng chim lên, nhìn ngắm con họa mi vẫn đang đập cánh hoảng loạn. Trong lúc Toàn Hồ còn đang cười, thì Phong Nối bất ngờ mở cửa lồng để con chim giang cánh bay thẳng lên trời. Ơ kìa anh, sao anh lại thả nó đi? Con chim này đẹp mà. Toàn nhìn theo mà tiếc rẻ, Phong đáp. Chẳng phải chú đem đến tặng anh sao? Anh thả đi chú tiếc à? Toàn vội xua tay. Không, ý em không phải thế, chỉ là không hiểu sao anh lại làm như vậy. Anh cũng thích nghe tiếng chim hót mà. Phong khẽ cười. Đúng là anh thích nghe họa mi hót, nhưng là tiếng hót của tự nhiên, của sự an toàn và tự do. Đặc tính của họa mi vốn dĩ rất nhát người. Chỉ khi cảm nhận được an toàn thì nó mới hót. Con chim chú đem đến rất đẹp. Phải nói là cực đẹp. Là độc bản, nhưng nó không thuộc về nơi này. Bây giờ chú thử nghĩ mình là một con chim. Liệu chú có thích một cuộc sống bị giam cầm trong chiếc lồng này không? Toàn cười xòa. Em chịu. Đùa chứ giờ bảo em ở nhà một ngày không ra đường là em đã cuồng hết cả chân tay rồi. Vỗ vai Toàn, Phong tiếp. Biết thế là được rồi. Đi vào đây. Đến đúng lúc lắm, anh cũng đang cần một người phụ một tay. Toàn hỏi. Có việc gì, anh cứ giao cho em. Phong nói. Anh đang đóng một cái nôi ở sau nhà, đến đoàn uốn cái thanh tre mà phải cần người giữ. Toàn hô hởi, ủa mà chị bộc con trai hay là con gái hả anh? Phong đáp, thấy bảo là con trai, nhưng với anh trai hay gái gì cũng được, miễn sao hai mẹ con khỏe mạnh. Dừng lại hồi tưởng ở đây, Toàn đưa cốc rượu lên nhấp môi. Ông Phúc không uống, hai tay xoay xoay cái cốc,
nét mặt trùng xuống. Toàn hỏi, nếu là ông có thích ở trong một chiếc lồng mọi thứ đều được lo từ A đến Z, nhưng ông không được quyền quyết định bất cứ một chuyện gì không? Lúc này ông Phúc mới uống cạn cốc rượu, khà một hơi rõ mạch. Ông Phúc nhìn Toàn cười lớn. Mượn câu nói khi nãy của cậu, đúng là một câu chuyện thú vị. Đặt cốc xuống bàn, không rót thêm rượu nữa, ông Phúc thở hắt ra, khuôn miệng vẫn còn một nụ cười tươi tắn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con bé. Toàn cầm chai rượu đoàn hỏi ông Phúc, vậy cậu uống nữa không? Ông Phúc lắc đầu, thôi tôi say rồi. Toàn gật đầu, thế giờ nó là của tôi. Toàn đứng dậy, ông Phúc nói thêm, cảm ơn cậu, đúng hơn là cảm ơn câu chuyện của cậu. Toàn chép miệng, mỗi lần nghĩ tới là một lần hoài niệm. Chưa muộn lắm nhưng mà chắc tôi đi ngủ đây. Cầm chai rượu rời đi, Toàn nhắc thấy phía hành lang cầu thang vừa có một cái bóng ngồi thụp xuống. Tiến về phía cầu thang, cái bóng kia định chạy ngược trở lên nhưng bị Toàn gọi lại. Đứng đó cho chú. Dừng chân, My quay đầu miệng ấp úng. Chú Toàn. Toàn gật đầu ngước nhìn về phía sau khu vực bàn ăn nơi phòng bếp. Tuy chú là hàng đầu đường xó chợ, nhưng theo chú, cháu nên ra đó nói chuyện và có lời xin lỗi với ông ấy đi. Thế nha, chú té đây. Toàn cầm chai rượu đi vào trong phòng. My đứng trên bậc cầu thang nhìn về phía ông nội. Những gì hai người vừa nói chuyện với nhau, My đều đã nghe hết. Ông Phúc vẫn ngồi đó. Dưới ánh đèn, lúc này My mới nhận ra một năm qua, ông mình đã gầy đi, khuôn mặt hốc hác hơn rất nhiều. Bước tới chỗ ông nội, nhìn đôi bàn tay với lớp da đã nhiều nếp nhăn hơn trước, nhìn nơi khóe mắt ông Phúc đang nheo lại, ép giọt nước mắt chảy ra. Chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa, My ôm chầm lấy ông, tựa đầu vào người ông mà cứ thế khóc nức nở. Ông ơi, cháu xin lỗi, là cháu không tốt, cháu sai rồi ông ạ. Xoa đầu cháu gái, gạt đi giọt nước mắt, ông Phúc cất giọng ân cần. Không, cháu không có lỗi gì cả. Ngày hôm nay là ngày mà ông vui nhất trong suốt 16 năm qua. Ông vui vì cháu đã trưởng thành. Thế giới của một người già như ông quá nhỏ bé. Giờ là lúc cháu hướng tới những mục tiêu, khám phá thế giới riêng của mình. My, ông đồng ý để cháu ở lại, hãy làm tất cả những gì mà cháu muốn. Giọt nước mắt của người ông rơi xuống mái đầu cô cháu gái. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn. My sẽ tiếp tục ở lại Singapore. Chương 154, sự trùng hợp. Ông Phúc và Toàn đã ở lại Singapore một tuần. Cả hai đều thống nhất sẽ không nhắc gì đến quá khứ giữa ông Phúc và Phong Đôi. Bởi khi ở cùng với My, ông Phúc cũng như Toàn Hồ rất dễ nhận ra việc My có tình cảm với Vũ. Trong một tuần đó, My đưa ông nội với chú Toàn đi tham quan khá nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, ngắm những địa danh nổi tiếng nơi đảo quốc Sư Tử. Nhưng tất cả những thứ đó với Toàn Hồ không quan trọng bằng việc được nghe My kể lại toàn bộ diễn biến sự việc đã xảy ra với Vũ từ khi hai đứa gặp nhau sau lần ở Việt Nam. Với khả năng diễn đạt lưu loát của mình, My đã khiến cho cả ông nội với chú Toàn nghe đến đâu tròn mắt kinh ngạc đến đấy. Thậm chí có lúc ông Phúc phải dừng lại hỏi My xem sự thật có đúng như vậy không, hay là My thêm bớt cho thêm phần kịch tính. My phải thề thì ông Phúc mới tin. Về phía My, My không hiểu tại sao chú Toàn lại hào hứng muốn nghe chuyện về Vũ đến như vậy. Có đoạn đang kể mà My thấy chú Toàn nổi điên một cách thái quá, còn bảo với ông Phúc nếu về Việt Nam thì sẽ tìm đấm bỡ mồm thằng nhóc con tên Dũng vì dám chơi trò hèn hạ với Vũ. Khi My hỏi, chú Toàn luống cuống không biết giải thích ra sao. May mà có ông Phúc nhanh trí nói đỡ cho. Ông Phúc giải thích lý do Toàn Hồ sừng cô lên như vậy là vì có một thời gian Toàn làm việc trong công ty của bố mẹ Vũ, được bố mẹ Vũ giúp đỡ. Bản thân Toàn cũng quen với cả gia đình, từng cứu Vượng là anh trai Vũ thoát khỏi vụ bắt cóc. Nói chung là Toàn với gia đình Vũ thuộc dạng thân thiết. Qua đó My cũng biết tại sao ông nội lại nắm rõ tình hình của Vũ bên Sinh như vậy. Hôm nay là ngày cuối cả hai ở lại Singapore. My quyết định xin nấu ăn ở nhà cho ông và chú Toàn. Trong lúc My đang bận biểu quanh bếp thì Toàn Hồ với ông Phúc ngồi bên ngoài hông nhà ngắm cây tám chuyện. Nhóc Vũ khá quá phải không ông già? Toàn giơ nắm đấm về phía trước miệng nói. Ông Phúc đáp. Đúng là số phận. Mọi thứ cứ như được sắp xếp từ trước vậy. Thế giới này thực sự nhỏ bé như vậy sao? Toàn cười. Này tôi cấm ông đừng có nói gì ra đấy nha. Ông cũng biết con bé My thích thằng Vũ phải không? Ha, đùa, đừng nói là con bé. Đến tôi đây, nghe kể thôi cũng thích thằng nhóc này quá men lì rồi. Chết thật,
kiểu này tốn gái lắm đấy. Trước chưa biết thì còn sợ con bé mi không chịu, giờ biết rồi lại phải thay đổi lại sự phân chia cấp bậc. Ông đấy, ông Phúc ạ, ông phải hối lộ tôi thì tôi mới gả cháu trai tôi cho cháu gái của ông đấy nha. Ông Phúc gạt đi. Anh nói lưu thuyền, cứ làm như cậu là chú ruột nó không bằng. Toàn nhếch mép cười. Này, anh Phong quý tôi nhất, đến cái nôi mà khi sinh ra thằng Vũ nằm cũng có công của tôi, như thế chưa đủ à? Còn hơn cả ruột thịt đấy chứ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. À không, xét về một mặt nào đó thì nhóc cũng có khi còn vượt trội hơn cả bố mình. Thật đáng để mong chờ đến lúc thằng nhóc ra tù. Soạt, cánh cửa kéo ra khiến Toàn giật mình. Ông với chú vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm ạ, cháu nấu xong hết cả rồi. Toàn cười đáp. Ôi, ui dạ, mở cửa ra một phát đã thấy thơm nức cả mũi rồi. Bữa cơm chia tay xem chừng thịnh soạn lắm đây. Bước vào trong, nhìn trên bàn ăn biết bao nhiêu món ngon lại còn được trình bày đẹp mắt. Ông Phúc với Toàn không ngất lời khen ngợi cô cháu gái đã xinh đẹp lại còn đảm đang. Bữa cơm hôm ấy đầy áp tiếng cười, ai cũng nghĩ một tuần sau trôi qua thật quá nhanh. Tại Bạch Hồ Đường cũng thời điểm đó, hôm nay A Hắc có nhã hứng nên gọi cả A Lý, A Nghiêu, thầy thuốc Châu và cả bác sĩ Thành tới dùng cơm chung. Trong bữa cơm vừa ăn, A Hắc vừa hỏi, mấy hôm nay không thấy Tiểu Mi, đúng là cứ thấy thiếu thiếu, không biết con bé bên đó thế nào. Bác sĩ Thành trả lời, Mi nó có nhắn, nó nói vui lắm. Cũng phải thôi, hơn một năm rồi mới được gặp ông nội. Mi nó còn chụp ảnh gửi cho tôi xem này. A Hắc hất hàm, đâu, ảnh đâu, tôi xem với nào. Bác sĩ Thành mở tấm ảnh Mi selfie với ông nội cùng chú Toàn cho mọi người xem. Nhìn vào bức hình, A Hắc chỉ vật tay Toàn Hồ nói, Khứa này là ai? Sao nhìn như giang hồ xã hội đen thế? Nó xăm kín cả người kia cả, ác chiến thật chứ. Bác sĩ Thành đáp, theo bé Mi thì đây là chú của nó, còn ông già này tất nhiên là ông nội nó rồi. Là cái trước Mi nói nó ở Thái Bình, nhưng hôm nay tôi hỏi chú nó ở đâu thì nó bảo là ở Hải Phòng. Nghe thấy từ Hải Phòng, bất chợt A Hắc giật cái điện thoại của bác sĩ Thành, nhìn chăm chăm vào Toàn Hồ. A Hắc hỏi, A Thành, mày vừa nói cái gì? Thằng này ở Hải Phòng phải không? Có vẻ Hải Phòng là thành phố cảng đúng không? Bác sĩ Thành hốt hoảng gật đầu. Ờ, dạ, đúng, đúng rồi. Thành phố cảng Hải Phòng, ở đó cũng nổi tiếng giang hồ máu mặt lắm đấy. A Hắc cau mày miệng lẩm bẩm. Hải Phòng à? Là Hải Phòng, đúng rồi. Phải thử mới biết được, biết đâu lại... Dứt lời, A Hắc trả điện thoại cho bác sĩ Thành. Bỏ không ăn cơm nữa, mà chạy đi đâu không ai rõ. Tất cả ngẩn ngơ nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Bác sĩ Thành ấp úng. Thôi, tôi chết rồi, có khi nào lão Hắc muốn tìm chú của Mi đánh nhau không? Hay là giữa họ có hiểu lầm gì đó? Không, không ổn rồi, phải gọi cho bé Mi ngay mới được. Thế nhưng lúc bác sĩ Thành gọi Mi thì cũng đang cùng với ông nội và chú Toàn ăn cơm. Điện thoại để trên phòng từ chiều tới giờ không sờ đến. Bác sĩ Thành sốt ruột. Trời ơi, sao không nghe máy, lớn chuyện đến nơi rồi. Tại ngôi nhà mà Mi cùng ông nội và chú Toàn đang ở, lúc này mọi người cũng đã dùng bữa xong. Không chỉ đẹp về mặt trình bày, mà tất cả các món ăn Mi nấu đều ngon vô cùng. Toàn phụ cô cháu gái với bát đĩa ra chỗ bồn rửa, ông Phúc nhâm nhi chén trà, đoạn nói với Mi. Cháu là mong bất ngờ đấy, tài nghệ nấu ăn của cháu còn siêu hơn lúc ở Việt Nam. Dẫu biết cháu là người nấu ăn rất ngon, nhưng hôm nay thì ông phải công nhận cháu đã tiến bộ vượt bậc, đã lên một tầm cao mới. Mi đáp, đó cũng là nhờ vào khoảng thời gian ở trong Bạch Hổ Đường đó ông. Không giấu gì ông, ở đó họ có một khu bếp riêng biệt, chuyên nấu ăn phục vụ lão đại cũng như các thành viên sống tại Bạch Hổ Đường. Bếp trưởng vô cùng đẳng cấp, ngoài thời gian học tài Lý Sang Jin, cháu còn xuống bếp vừa phụ vừa học hỏi thêm ông mà. Nhắc tới Lý Sang Jin, ông Phúc chép miệng. Đúng lý ra, ông phải gặp họ để nói lời cảm ơn. Nhưng theo như cháu nói thì cũng không dễ dàng gì, cái này thì ông hiểu, có điều hơi áy náy một chút. Toàn nói vọng ra, đúng đó, tôi cũng muốn gặp đám người băng đảng đó để xem họ ngầu đến đâu, có ghê gớm như lời đồn không. Mi bây giờ mới nhớ tới điện thoại, Mi nói với chú Toàn, chú cứ để đó cháu rửa cho, cháu lên phòng lấy điện thoại xong cháu xuống ngay. Toàn cười, ôi dạ, hàng cháu cứ nói chuyện đi, mấy cái này chung ngoáy một tí là xong, được nấu cho ăn ngon rồi, cũng phải góp tí sức mà rửa bát chứ. Mi bâng dạ rồi chạy lên trên phòng lấy điện thoại, cầm điện thoại mở màn hình, Mi thấy có tới 3 cuộc gọi nhỡ từ anh Thành, nghĩ có việc nên Mi bấm gọi lại luôn. Sau một hồi chuông, bên kia đầu dây bác sĩ Thành bắt máy. Mi chưa kịp alo, bác sĩ Thành đã hốt hoảng, ơi Mi, có chuyện rồi. Lão Hắc cùng Lý Sang Jin dẫn thêm mấy người đến chỗ em đó. Mi ngạc nhiên. Sao Hắc đại ca lại đến chỗ em? Bác sĩ Thành đáp. Anh cũng không rõ. Lúc nãy anh có cho hắn ta xem ảnh em chụp với ông nội và ông chú xăm trổ kia. Chẳng hiểu sao, hắn giật điện thoại rồi cứ liên mồm nhắc đi nhắc lại Hải Phòng, Hải Phòng. Cuối cùng bỏ cả cơm đi mất, có khi giờ này đã sắp đến chỗ em rồi. Chương 155.
lời nhờ vả từ phía Bạch Hổ. My cầm điện thoại chạy xuống tầng 1, còn chưa bước hết bậc cầu thang thì tiếng chuông cổng đã vang lên bên trong nhà. My nói với bác sĩ Thành, có lẽ anh nói đúng, họ tới rồi. My tắt cuộc hội thoại, bên kia đầu dây, bác sĩ Thành cố gọi. My, em phải cẩn thận đấy, ơi, con bé này, nó tắt máy rồi. Ai đến giờ này vậy cháu? Ông Phúc hỏi. My đứng ở vị trí màn hình hiển thị hình ảnh camera phía bên ngoài cổng. Trên màn hình đúng là AH và Lee Sang-jin. My ấp úng trả lời ông nội. Dạ là thầy Sang-jin ạ. Ông Phúc vội đứng dậy. Thế thì cháu mau ra mở cổng đi chứ, sao còn đứng đây? Trong cuộc nói chuyện với bác sĩ Thành khi nãy, nghe anh Thành nói lão Hắc có thái độ khá kỳ lạ. My sợ phía Bạch Hồ hiểu nhầm chuyện gì đó nên có chút hoang mang. Thế nhưng không thể không mở cổng. Bấm nút mở cổng tự động, My mở cửa bước ra bên ngoài. Đang đi vào là lão Hắc cùng Lê Sang Yên. Ông Phúc cũng chỉnh lại quần áo chuẩn bị đón khách. Toàn Hồ rửa tay xong cũng vội chạy ra. My bước về phía Hắc và Sang Yên, nét mặt hơi có phần biến sắc. My chào hỏi. Hắc đại ca, thầy Sang Yên, hai người tới đây. Lê Sang Yên đáp. Chúng tôi đến chào ông nội của em. Họ có ở nhà chứ? My gật đầu. Dạ có ạ. Hắc bước nhanh, vừa mở cửa ra đã thấy ông Phúc và Toàn Hồ đứng đó chờ sẵn. Giang Hồ chạm mặt, vừa nhìn Hắc đã biết hai người này không phải hạng tầm thường, nhất là Toàn Hồ, từ ánh mắt cho tới bộ dạng hầm hố bụi bặm cùng cái cơ thể xăm kín từ chân tới tận cổ. Nhàn miệng cười, Hắc định đưa tay ra bắt chào hỏi My, thì My chạy tới chen vào giữa, miệng hốt hoảng hỏi. Hắc đại ca, đừng đánh, hai người này là người nhà của muội. Hắc không hiểu chuyện gì, vì ông Phúc cũng không hiểu vì My nói tiếng Trung. Hắc nhìn sang Sang Yin. Sang Yin cũng quay sang nhìn Hắc, cả hai phì cười. Hắc nói với My. Ai bảo là ta muốn đánh họ chứ, tiểu My, muội nhầm rồi, chúng ta đến đây thực sự là để chào hỏi. Sang Yin nói thêm, bên cạnh đó cũng có một việc muốn nhờ ông và chú của em giúp đỡ. My tén tỏ, ngượng đỏ cả mặt, My bẹn lẽn. Ây, thật vậy à? Hắc đại ca, thầy Sang Yin, cho em xin lỗi. Toàn Hồ chủ động bước tới bắt tay Hắc cùng Lee Sang Yin, ông Phúc cũng vậy. Nhờ có My phiên dịch nên tất cả phá lên cười sau những hành động kỳ lạ của My vừa rồi. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng với sự cởi mở phóng khoáng trong cách nói chuyện nên hai bên tỏ ra khá hợp nhau. Để không mất thời gian, Lee Sang Yin vào việc luôn sau khi biết hiện tại ông Phúc và Toàn đang sống ở thành phố Hải Phòng. Lấy ra một số giấy tờ hình ảnh số liệu của một chiếc tàu chở hàng, Sang Yin nhìn My nói. Tiểu My, tôi biết Hải Phòng là một thành phố lớn, nhưng dù chỉ có 1% cơ hội, cũng vẫn nên thử. Tôi muốn em nói với ông và chú của mình, giúp chúng tôi tìm hiểu một số thông tin có liên quan đến con tàu này. Hắc đưa những hình ảnh của con tàu cho ông Phúc và Toàn xem. My cũng dịch lại lời của Sang Yin cho ông nội. Ông Phúc hỏi, bọn họ muốn tìm hiểu về con tàu này để làm gì? Nghe My phiên dịch xong, Sang Yin trả lời, chúng tôi muốn tìm hiểu thông tin về thủy thủ đoàn trên con tàu này cách đây 16 ngày trước. Nhưng mục đích cuối cùng là để tìm cô bé này. Lee Sang Yin lấy ra bức hình của Hoa Hoa, My dịch lại cho ông Phúc cùng chú Toàn nghe. Sang Yin bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, cũng như suy đoán của mình rằng Hoa Hoa vẫn còn sống và đã ở trên con tàu chở hàng này. Phía ông Phúc cũng nắm được chi tiết. Ông Phúc nhìn sang Toàn. Toàn nhíu mày suy nghĩ ít giây, đoạn đáp. Nếu thực sự con tàu này cập cảng Hải Phòng mà có số liệu về hành trình rõ ràng như thế này, thì việc tìm hiểu về thủy thủ đoàn cũng không hẳn là khó. Cái chính là đi tìm đúng cửa. Chẳng biết là do hữu duyên hay trùng hợp mà hai tên này lại tìm đến đúng người. Ông Phúc hỏi, liệu cầu có giúp họ được không? Toàn nhếch mép cười. Ông quên tôi là ai rồi à? Gì chứ, vấn đề cầu cảng hàng hóa thì hỏi đúng người rồi đấy. Tuy tôi chỉ là thằng nhập linh kiện xe mô tô, thế nhưng tôi lại có những mối quan hệ liên quan mật thiết đến khu cảng Hải Phòng. Sẽ mất chút thời gian, nhưng chỉ cần con tàu này đích thị có ở cảng Hải Phòng, chắc chắn tìm được. Tuy nhiên tôi chỉ chắc về việc tìm con tàu cũng như ai điều khiển nó trong khoảng thời gian họ đưa ra. Còn việc tìm cô bé trong ngành kia thì không có gì đảm bảo cả. Ông cũng nghe rồi đấy. Con nhóc còn sống hay chết, có ở trên tàu hay không, vẫn chỉ là suy đoán của gã đeo kính này. My, cháu dịch cho họ nghe lời cô chú. My vâng dạ rồi bắt đầu dịch lại chi tiết từng lời nói của chú Toàn cho Hắc và Lee Sang Jin. Vừa nghe xong, Hắc đã đứng dậy. Hai tay đưa ra bắt tay Toàn rối rít nói. Bước đầu chỉ cần như vậy. Cảm ơn người anh em. Hắc này cảm kích vô cùng. Toàn hỏi My. Hắn ta đang cảm ơn chú phải không? Gì mà khách sáo thế? My cười gật đầu. Lee Sang Yin tiếp. Nếu tìm được thông tin của con tàu đó, nhờ anh giúp chúng tôi hỏi rõ chi tiết về vụ nổ ngày hôm ấy. Và họ có cứu hay là kêu mang một cô bé người đại lục hay không?
Dù bất cứ tin tức nào thì xin hãy báo lại cho chúng tôi qua Tiểu Mi. Toàn Hồ đáp. Sau khi trở về Việt Nam, tôi sẽ giúp các vị tìm hiểu. Yên tâm, về này coi như chúng tôi trả ơn các vị đã bảo vệ và chăm sóc cho con bé Mi thời gian qua. À Mi này, nói thêm cho họ biết chú chính là chú của thằng Vũ nha. Mi dịch lại nguyên văn, nghe xong A Hắc lại đứng lên thêm một phát nữa. Không bắt tay, lần này A Hắc quàng vai bá cổ Toàn Hồ xong sổ một tràng tiếng Trung với vẻ mặt vui sướng hứng khởi. Mi dịch. Hắc đại ca bảo Vũ chính là tứ đệ của Bạch Hồ, như thế này thì đúng là duyên do ông trời sắp đặt rồi. Chẳng trách khi nhìn chú, đại ca thấy chú rất quen thuộc, người nhà cả, hôm nay phải uống thật say mới được. Toàn phá lên cười, say hả, say thì say, trời luôn. Mà nha, theo vai vế thì đại ca này phải gọi chú là chú đấy, bởi vì sao nó là anh của thằng Vũ, thì là cháu của chú rồi. Nhưng mà đừng có dịch câu này đấy, không là toang đấy. Cháu cứ bảo nó, chú cũng rất thích uống rượu. Mi bụ miệng cười đoạn phiên dịch. Sau câu nói đó, A Hắc khoái khoác vai Toàn Hồ ra phía bàn ăn, lấy rượu chén chú chén anh. Đến cả Ly Sang Jin cũng bất ngờ trước tình cảnh này. Sang Jin không dám nghĩ mọi thứ lại tràn đầy hy vọng đến như vậy. Càng không dám tin A Hắc với chú của Mi lại hợp nhau đến thế. Còn lại ông Phúc, Ly Sang Jin và Mi ở trong phòng khách. Bây giờ ông Phúc mới có lời cảm ơn tới Ly Sang Jin. Khi Sang Jin đã kèm cặp, dạy dỗ cháu gái của mình, qua cách nói chuyện và mắt nhìn người của mình, ông Phúc biết Ly Sang Jin là một nhân vật tầm cỡ, ẩn sau vẻ ngoài thư sinh cùng đôi kính cận. Và như vậy, ông Phúc càng tin tưởng và yên tâm khi Mi tròn ở lại Singapore. Hai gã bậm rượu uống đến tận khuya. Phải đến khi Sang Jin kéo lão nhị của Bạch Hồ về và ông Phúc đưa Toàn vào phòng, thì cuộc vui mới kết thúc. A Hắc say bí tỉ, đi không vững. Toàn Hồ cũng chẳng khá khẩm hơn khi loạn choạng chân nọ đá chân kia. Thế nhưng ai cũng vui đến cười chảy nước mắt. Tiễn Sang Jin và A Hắc ra xe, Mi cúi đầu kính cẩn. Thầy Sang Jin, cảm ơn thầy nhiều lắm. Sang Jin đáp. Câu này phải là tôi nói mới đúng. Đúng là kỳ lạ. Trước nay tôi thực sự không để tâm đến người Việt Nam. Nhưng từ khi Tiểu Vũ xuất hiện, tôi mới thấy ngay đến bạn bè người thân của cậu ta, ai cũng đều rất thú vị. Gửi lời chúc của tôi đến ông và chú của em, chúc họ ngày mai thượng lộ bình an. A Hắc ở lên một tiếng rõ to, đoạn vẫy tay nói ú ớ. Hào huynh đệ uống tiếp đi. Sang Jin ra hiệu cho đàn em đỡ lão Hắc lên xe, đoạn vẫy tay chào Mi rồi quay về Bạch Hồ Đường. Sáng ngày hôm sau, ông Phúc cùng Toàn gọi xe ra sân bay. Ông Phúc không muốn Mi đưa tiễn bầy những ngày qua, ông cháu gặp nhau như thế là quá vui rồi, và lại đến làm sao thì về như vậy, đỡ biện dịn lưu luyến. Mi nghe theo lời ông, Toàn Hồ cũng gửi lời chào và cảm ơn tới A Hắc. Nhìn chiếc xe chở ông nội và chú Toàn rời đi, Mi rơm rơm nước mắt, Mi khẽ nói. Không được khóc, mọi chuyện đều tốt đẹp mà. Cảm ơn ông, cảm ơn chú Toàn, nhất định cháu sẽ không phụ sự tin tưởng của mọi người. Chương 156, lần theo manh mối. Trở về Việt Nam cũng đã được 2 tháng. Đúng như lời hứa của mình trước đó với A Hắc và Ly Sang Jin, Toàn Hồ đã nhờ cậy tất cả các mối quan hệ trong lĩnh vực cảng biển, cuối cùng cũng tìm ra được chiếc tàu chở gang thép xuất khẩu sang Singapore mang ký hiệu đúng như những gì Ly Sang Jin cung cấp. Tuy nhiên do sức tàu hiện giờ tiếp tục rời cảng Hải Phòng nên Toàn vẫn chưa thể liên hệ để gặp gỡ được với trưởng tàu cũng như thủy thủ đoàn. Sau chuyến du lịch Singapore, Toàn trả lại ngôi nhà 3 tầng đang thuê, ông Phúc và Toàn dọn lên phố ở, như thế tiện cho công việc cũng như sinh hoạt. Dù sau khi Trương và Hoàn rời đi, cộng thêm việc Hường bị bắt, không nhất thiết phải thuê nhà để ở ẩn nữa. Lúc này đang là buổi chiều, Toàn vừa đi đâu về đến tiệm sửa xe, đám thợ vẫn đang làm việc chăm chỉ. Toàn hỏi, ông Phúc đâu rồi? Một thằng đáp, hình như ông đi bộ ra hồ Tam Bạc rồi anh. Toàn gật đầu, kệ ông ấy, ra đó cho nó thoáng, hôm nay cũng nhiều việc. Mấy đứa xem thế nào xong để đó, rồi về sớm, mai làm tiếp. Mấy thanh niên thợ vâng dạ rồi dọn dẹp đồ đạc, dụng cụ gọn gàng để chuẩn bị ra về. Toàn ngó qua việc bọn chúng làm một chút, thấy khá hài lòng. Thời gian trước Toàn giao lại tiệm cho mấy thằng em, theo ông Phúc mưu tính lên kế hoạch trả thù Hường Trì. Sau một năm mọi chuyện chẳng đâu vào đâu, kẻ đến người đi, Hường Trì thì đã bị bắt. Bàn đi tính lại, cả Toàn và ông Phúc đều quyết định tạm thời cứ sống bình yên, nghe ngóng tình hình. Toàn vẫn nhớ lời hứa giúp phía Bạch Hồ tìm thông tin về chiếc tàu chở hàng. Một lúc sau ông Phúc về, thấy Toàn, ông Phúc hỏi, đi đâu mà cả ngày hôm nay vậy? Đợi mấy thằng em về hết, Toàn mới trả lời. Gặp được tay tàu trưởng rồi, hẹn mãi mới được. Hắn ra khỏi cảng là tôi gặp luôn. Ông Phúc lấy ghế ngồi xuống, đoạn hỏi, thế nào rồi?
Toàn thở dài chép miệng. Chẳng thế nào cả, tôi kể nguyên văn câu chuyện của thằng đeo kính. Gã tàu trưởng cũng xác nhận đúng là gần nửa đêm hôm đó có một chiếc xe ô tô rơi xuống tàu, sau đó phát nổ. Gã cũng bảo trong xe chẳng có ai, chẳng có cái xác chết nào. Cũng nhờ vậy mà tàu mới tiếp tục được ra khỏi vịnh. Ông Phúc đăm chiêu. Vậy khả năng cao là con bé vẫn còn sống. Nếu nó ở trong xe thì đã thấy xác rồi. Phía sinh có thể muốn che giấu, chứ tàu trưởng của Việt Nam đâu nhất thiết phải làm như vậy. Toàn tiếp. Tôi hỏi tiếp, vậy trên tàu có cứu được cô bé nào, chừng 16-17 tuổi người Hoa không? Thì ông ta bảo là không có. Chỉ cười bảo con gái 16-17 tuổi thì không có, chứ đàn ông mà người Hoa 45 tuổi thì có đấy. Vì có một người gốc Hoa cũng làm việc trên tàu. Nhưng chuyến vừa rồi thì người này đã xin nghỉ việc. Chắc chỉ cố đến đây thôi. Tôi cũng hoài lắm. Mẹ kiếp, tìm người kiểu này cứ như tìm chim ấy. Tìm cái chó nào được. Ông Phúc im lặng ít giây. Thấy ông Phúc được mặt ra, Toàn lay người hỏi. Ông sao thế? Có chuyện gì à? Ông Phúc khẽ gật đầu. Hình như chúng ta có manh mối rồi đấy. Toàn ngạc nhiên. Manh mối gì? Tôi chẳng thấy có manh mối gì cả. Ông Phúc tiếp. Con bé mà họ nhờ chúng ta tìm là người Hoa. Trên chiếc tàu chở hàng đó cũng có một người đàn ông gốc Hoa. Có khi nào chiếc xe rơi xuống, người đàn ông này đã cứu con bé và giấu đi không? Toàn phì cười. Ôi giời ơi, lấy đâu ra việc đó? Thứ nhất, chắc gì gã người Hoa đã có mặt ở đó mà cứu. Thứ hai, nếu cứu được thì tại sao lại phải giấu đi? Hắn tính buôn người à? Nghe vô lý bo mẹ. Ông Phúc phân tích. Để giải đáp cho câu hỏi của cậu, giờ cậu chỉ cần gọi điện thoại nói chuyện với tay tàu trưởng. Nếu hắn ta nhớ ai là người phát hiện ra chiếc xe ô tô rơi xuống đầu tiên, sẽ rõ ngay. Bên cạnh đó, chi tiết gã người Hoa bất ngờ xin nghỉ việc cũng cần được chú ý. Cậu có số điện thoại của tàu trưởng ở đây không? Toàn gật đầu. Có, tôi vẫn lưu. Thế thì mới hẹn gặp được hôm nay chứ. Vậy gọi đi. Nhưng cũng nên cho hắn một chút lợi ích. Cứ bảo người nhà con bé bên Singapore muốn tìm người, nên chi tiền để có được thông tin. Ông Phúc tiếp. Toàn hỏi. Sớm tôi có biếu hắn năm cổ rồi đấy. Thế giờ cho bao nhiêu? Gấp đôi số đã cho. Phải dặn thêm là thông tin cần chính xác vì liên quan đến mạng người. Ông Phúc tham mưu. Toàn ok, lấy điện thoại gọi cho tàu trưởng chiếc tàu chở gang thép xuất sang Singapore tên Dương. Do đã được Toàn hậu tạ 5 triệu nên khi Toàn gọi, Dương bắt máy ngay. Alo, anh Dương à? Em Toàn đây. Phía bên kia Dương đáp. Ừ, anh biết rồi, lại có chuyện gì thế hả em? Toàn nói. Không giấu gì anh. Em lại gọi cho anh để hỏi thêm về cái chuyện kia. Vừa rồi về em có nói lại những gì anh kể cho người nhà đứa bé gái đó nghe. Giờ họ muốn hỏi thêm về người đàn ông gốc Trung Quốc làm trên tàu của anh. Vì họ nghĩ có khi nào người này đã cứu con bé trước khi ô tô phát nổ. Tàu trưởng Dương cười đáp. Không có đâu, nếu mà vậy thì anh ta đã trình báo với tôi rồi. Cứu người là chuyện tốt, ai lại giấu. Có thể là cô bé đã nhảy khỏi xe hoặc rơi xuống vịnh trước khi chiếc xe lao xuống boong tàu. Toàn tiếp. Anh có thể cho em biết tối đó ai là người phát hiện ra chiếc xe đầu tiên không? Dương trả lời, có. Là cậu Điền cháu họ tôi, nó với một người nữa trực ca đêm trên tàu. Đây tôi đang ngồi với nó đây. Điền, cái hôm mà ô tô lao xuống tàu bác cháu mình thì lúc đó cháu trực ca với ai nhỉ? Bên này Toàn với ông Phúc nghe rõ cuộc nói chuyện giữa bác cháu của Dương. Đúng ca là cháu trực với anh Thắng, nhưng đêm đó anh Thắng ốm nên đổi ca cho chú Lỗi. Lúc chiếc xe rơi xuống là chú Lỗi bảo cháu đi báo cho bác mà. Ngay lập tức ông Phúc nhìn Toàn gật đầu, có vẻ như họ đã đi đúng hướng. Tàu trưởng Dương nói vào trong điện thoại. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đúng là A Lỗi trực ca đêm hôm đó Toàn à. Nhưng giờ A Lỗi đã xin nghỉ việc rồi. Thôi bỏ mẹ, có khi nào thằng Lỗi nó giấu người đi không? Mà chuyện đã qua hơn 2 tháng rồi. Với cả chẳng có bằng chứng gì thì cũng khó. Toàn đáp. Anh Dương, giờ thế này. Anh cho em xin thông tin địa chỉ của người tên A Lỗi kia. Em sẽ tìm đến để hỏi. Dương ấp úng. Ơi, nhưng mà như vậy có được không? Không đúng, tôi cũng mang tiếng chết. Toàn tiếp. Anh đừng lo, em chỉ giúp người nhà con bé bên sinh thôi. Không làm chuyện gì xấu cả. Em sẽ gửi anh thêm 10 triệu. Anh cho em xin địa chỉ nhà A Lỗi. Em hứa không nói với ai là lấy thông tin từ anh. Mong anh giúp cho. Nghe thấy tiền, Dương đồng ý ngay. Dù sao thì A Lỗi cũng đã xin nghỉ việc. Dương đáp. Vậy được, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ nhà, số điện thoại của A Lỗi cho cậu. Nhưng nhớ thỏa thuận vừa rồi đấy nha. Tôi gửi kèm số tài khoản luôn. Toàn tắt máy chờ đợi tin nhắn đến.
Chưa đầy một phút, Dương đã nhắn đầy đủ thông tin. Toàn cũng chuyển khoản ngay cho Dương 10 triệu như đã hứa. Giao dịch thành công. Nhìn địa chỉ thì người tên An Nỗi kia cũng ở ngay trong thành phố. Ông Phúc đứng dậy lấy mũ bảo hiểm. Toàn hiểu ý, không quên cất lời khen ngợi. Ông đỉnh thật đấy. Chỉ một chi tiết nhỏ mà suy luận không trượt phát nào. Ông Phúc nói. Bớt lời đi. Chúng ta cùng tới đó. Nhưng mà này, Lý Sang Jin có một cảnh báo. Con bé ấy không phải người bình thường. Nó được đào tạo để trở thành sát thủ. Khi đến nơi, tránh gây ác cảm. Cậu nên để tôi gặp họ trước. Toàn chép miệng. Ông cứ lo xa, chắc gì con nhóc đỡ đó mà tính với Toàn. Giúp tôi đóng cửa tiệm lại, rồi lên xe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 25 của Giả Diện Hoàng Kim phần 4 tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 26. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.